Điện tử Thanh Huê xin kính chào tất cả các bác đang xem video của em. Dạ vâng, ngày hôm nay thì em cập bến được cái con Mi Lookman, và nhắc đến cái thương hiệu Lookman thì đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường, và hầu như là tất cả các bác yêu thích âm thanh thì đều đã biết đến cái thương hiệu này rồi. Chất âm hay, ngọt ngào và mềm mại. Ngày hôm nay thì em lên sóng và giới thiệu cho bác cái con Mi Lookman với cái model là L550AX. Con này thì gọi là chất âm hay và với cái mức giá thì rất là vừa phải, mức giá chỉ trên 50 triệu một chút thôi. Các bác sở hữu ngay một chiếc âm ly đẹp, zin và chất âm thì gọi là miễn bàn, chất âm rất là tuyệt vời các bác nhé. Chất âm hay trong cái phân khúc. Và con này thì khuôn mặt là màu trắng bạc, ở chính giữa là hai cái đồng hồ gu với cái màu là màu vàng, trông rất là đẹp mắt luôn. Và đây là cái thương hiệu đặc trưng của hãng Lookman. Bên em thì cũng có rất là nhiều video nói về những cái thương hiệu Lookman này, và đây là một cái thương hiệu được yêu thích trên thị trường các bác nhé. Đó, ngày hôm nay thì em cập bến và em lên sóng luôn cho các bác giới thiệu chi tiết và cũng như là quay cận cảnh và test nhạc. Sau đó thì em sẽ báo giá công khai luôn tại video cho các bác. Bác nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại 0333 289 289, hoặc các bác có thể Zalo cho em ạ. Sau em thì có địa chỉ tại số 8 ngõ 4, Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. Bác nào ở gần thì có thể đến trực tiếp cửa hàng em xem, kiểm tra, test thoải mái các bác nhé. Quay trở lại cái con âm ly, đây là một cái con âm ly hết sức là tuyệt vời, các bác dễ dàng phối ghép với nhiều dòng loa khác nhau. Đó, mức giá thì rất là vừa phải, trung bình, tầm trên 50 triệu đã có được ngay một chiếc âm ly đẹp tuyệt vời rồi. Và em sẽ không để các bác chờ lâu nữa, em mời các bác cùng em tiến tới lại gần hơn để quan sát kỹ chi tiết được cái con âm ly này ạ. Dạ vâng, trước mắt các bác đây là cái con Lookman L550AX. Khuôn mặt màu trắng bạc rất là đẹp ạ. Ở chính giữa đây là hai cái đồng hồ vu màu vàng đẹp tuyệt đối luôn. Và đây cũng là cái đặc trưng của nhà Lookman các bác nhé. Đó, kim vẩy đẹp luôn. Và phía bên dưới đây là những cái nút điều chỉnh âm sắc thông thường ạ. MM này, MC này, Red Out này, Speaker này, Bass, Chép, Ba Lăng này. Đó, tất cả các chức năng đều đầy đủ ạ. Rất là đẹp luôn. Hai nút to đối xứng nhau, một bên là Input, một bên là volume. Đó. Rất là đẹp. Ánh chữ X nên rất là đẹp luôn các bác nhá. Đẹp zin tuyệt đối luôn ạ. Và đây là phía bên trên. Trên mặt của cái con Lumi ạ. Đây, các góc cạnh các bác quan sát. Tất cả đều rất là đẹp luôn. Đẹp từng milimét ạ. Đó, từng góc cạnh rất là đẹp. Sẽ dìu nhau qua phong ba, anh cô bước đôi chân chậm quá, để rồi sắp gặp nhau mới biết em không đợi nữa. Trời lại thêm mùa đông cho tôi than trên đầu nó. Hông sườn đi các bác nhá. Niềm giăng ngập đêm nay trong mưa, anh hứng nốt những giọt cuối. Và đây là đằng sau. Em đang ghép cái con âm ly này với cái cặp loa đây ạ. Là từ Megi và giờ các bác nhé. Mới cập bến tại sao em. Và cùng với đó là một chiếc đầu Magintop MCD 201. Lòng thì vẫn hẹn cơn đau ngoài, sao nỗi nhớ
cái con Lukman này thì bên em đang bán với cái giá là 55 triệu. Bác nào ở gần thì đến trực tiếp cửa hàng em sẽ có giá tốt nhất cho các bác, và bác nào ở xa thì em sẽ ship COD đến tận nhà cho các bác ạ. Ngay bây giờ em sẽ mở to nhạc hơn một chút nữa, mời các bác cùng em thưởng thức cái chất âm. Mai tôi đi, chắc trời mưa giăng lũ. Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội. Nhưng chậm thế nào thì cũng sẽ xa nhau. Mình cũng sẽ xa nhau. Mai tôi đi, chắc rằng sông sẽ khóc. Nhưng lệ rơi sẽ khô theo tháng này. Cho dù cách nào thì cũng sẽ xa nhau. Mình cũng sẽ xa nhau. Mai tôi đi, xin đừng nhìn theo. Nhưng nhìn thì nhìn, đời trăm muôn góc phố. Con đường dài thật dài, thẳng mãi có bao nhiêu. Thẳng mãi có bao nhiêu. Mai tôi đi, xin đừng gọi tên thêm nhiều muộn phiền. Dù môi kêu đắm đuối hay một trời muộn phiền, cũng đành xa nhau thôi. Cũng đành xa nhau thôi. Nhưng dù sao, nhớ nhung rồi sẽ mờ. Muôn vàn yếu sầu, rồi cũng sẽ xa nhau. Mình cũng sẽ xa nhau. Mình cũng sẽ xa nhau.